Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi thân. Đây là video clip mà em Ba Tử Vi chia sẻ với mọi người về vận hạn tử vi của tháng 8 âm lịch, tháng Trung thu của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của mọi người. Theo lịch vạn niên thì tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Quý Dậu. Tháng này là một tháng kim, cho nên đối với những người mà mệnh kim mệnh thủy thì sẽ được gọi là tương sinh và tương hợp khá tốt đẹp về bổn mạng. Tuy nhiên mà ngược lại thì nó sẽ tương khắc với những người mệnh mộc. Nếu như các người tuổi thân thì rõ ràng là người canh thân sẽ chịu thiệt thòi nhất về bổn mạng trong cái tháng Quý Dậu này đối với người với tất cả những người tuổi thân. Tháng Dậu, tuổi thân gặp tháng Dậu là một cái tháng có thể nói là về xét về địa chi là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau, thì báo hiệu rằng là gia đạo của những người tuổi thân sẽ không có nhiều cái xáo trộn xào xáo và tình cảm không có quá biến động xấu ở trong cái tháng Quý Dậu tháng 8 này. Tuy nhiên là cũng như là một số tuổi khác thì còn xét vào thiên can rồi xét vào trụ mệnh để mà có thể phân tích được là tháng này, tháng Quý Dậu tốt với tuổi thân nào và xấu với tuổi thân nào. Thì đầu tiên hết thì đối với người tuổi thân thì em sẽ xin làm cái xin tổng hợp cho những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 với mệnh là Sơn Hạ Hỏa. Như vậy thì xét về trụ mạng với phải nói là các cô các chú đi, tại vì nếu mà sinh năm 1000 Bính Thân sinh năm 1956 này thì chỉ nhỏ hơn ba mẹ mình một tuổi thôi, cho nên là có thể nói là các cô các chú đi. Các cô các chú tuổi Bính Thân á, thì cái trụ mạng á, là hỏa của các cô các chú sẽ khắc kim, cho nên là gọi là bổn mạng khắc tháng, sức khỏe không được tốt đẹp. Tuy nhiên á, là nên nhớ là mình khắc tháng cho nên là bổn mạng chỉ bị suy yếu chứ không có dẫn đến nguy nan, cho nên là cũng không quá phải lo lắng đâu ha. Thiên can á, thì chữ quý và chữ bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên có thể nói nếu mà các cô các chú mà vẫn còn gọi là kinh doanh thương mại đi làm gì đó thì không phải quá suy nghĩ rằng là sẽ có nhiều cái xung khắc ở trong cái công việc của mình. Còn phần địa chi thì như đã nói lúc đầu, thân Dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau. Như vậy đối với người bính thân thì phải cần chú ý bổn mạng một tí xíu, chứ không có công việc không quá khó khăn, gia đạo thì ổn định. Như vậy thì người bính thân rõ ràng là một trong những người tuổi thân có được nhiều sự tốt đẹp, ngoài cái bổn mạng hơi yếu thôi, hơi suy yếu chứ không có nguy nan ha. Rồi tiếp đến đó là phải nói đến những người tuổi Mậu Thân với mệnh Đại Trạch Thổ. Người Mậu Thân thì Đại Trạch Thổ, như vậy thì xét về trụ mệnh thì rõ ràng là thổ sẽ sinh kim, như vậy bản mệnh bị sinh sức khỏe bổn mạng không được tốt. Trong cái mạng cái trụ mạng mà xét để về tử vi á, thì có ba cái loại mạng mà mình sẽ phải để ý, đó là mạng bị tháng khắc là xấu nhất, tới tháng khắc mạng khắc tháng là xấu nhì, và sinh xuất bổn mạng là xấu thứ ba. Cho nên là nói về mặt sinh xuất bổn mạng thì sức khỏe và bổn mạng của mình đã bị suy yếu một chút xíu, đặc biệt là các phúc tinh và tài tinh sẽ suy yếu và sẽ giúp cho cơ hội cho cái phá và bại tinh nó phát huy tác dụng và hoàn thành, cho nên là cần cẩn thận một tí xíu. Tuy nhiên cái thiên can của cái tháng tháng Quý Dậu này đối với người tuổi Mậu Thân là Mậu hợp quý, thiên can thuộc ngũ hợp, chủ về chữ lệ, cho nên có thể nói là cái thiên can này thuộc ngũ hợp, công việc rất dễ hanh thông, đặc biệt rất dễ sinh tài lộc đối với người tuổi Mậu Thân ở trong cái tháng này, tháng 8 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tháng Nhâm Thân, Mậu khắc Nhâm, mọi thứ nó không được tốt đẹp. Tuy nhiên qua tháng 8 thì đối với người Mậu Thân là tốt đẹp, đặc biệt là các anh chị nữ. Sẽ tốt đẹp nhiều hơn là nam trong năm nay. Về phần địa chi thì cũng giống như là tuổi Bính Thân,
Thân Dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy là Mậu Thân sẽ không phải lo lắng về việc tình cảm và gia đạo. À, ngon lành ha. Tiếp đến đó là những người tuổi Canh Thân. Các em tuổi Canh Thân thì không tốt đẹp cho lắm về bổn mạng. Vì sao? Vì xét về trụ mạng thì mạng là tháng tháng Quý Dậu là tháng Kim sẽ khắc cái mạng mộc, là tháng khắc thiên can, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng, xấu nhiều điều. À, đặc biệt khi mà bộ tháng khắc bổn mạng thì phúc tinh và tài tinh coi như là không có tác dụng, và để phá và bại tinh nó hoàn thành một cách kinh khủng lắm, cho nên là cần cẩn thận nhiều điều. Trải qua tháng bảy âm lịch này thì người Canh Thân là tuy không gặp khó khăn trong công việc đến mức cùng cực, đến mức coi như đấy, nhưng mà nó cũng gặp nhiều cái xung khắc, vì tháng nhâm thân tháng bảy âm lịch là tháng kim, là cũng là một tháng kim rồi, kể chữ mậu nó khác chữ nhâm nữa. Chữ nhâm nó chữ canh nó sinh xuất chữ chữ nhâm nữa rồi á, là tháng tuổi, cho nên là nhiều cái xào xáo về phần gia đạo. Tuy nhiên và qua tháng tháng 8 tháng Quý Dậu thì người Canh Thân sẽ bớt đi cái phần xung khắc về về cái chuyện gia đạo, về cái chuyện anh em đem lại buồn phiền cho mình. Vốn dĩ của người mang chữ canh á, là không được nhờ gia đạo, tức là anh chị em hay là kia là khó có được nhờ. Rất hiếm cái người mà đặc biệt những người sinh tháng 11 thì mới tốt đẹp về phần quan hệ với anh em thôi, trong nhà thôi, chứ còn ngược lại thì không có đâu ha. Rồi như vậy thì thiên can chữ canh với chữ quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nhập âm ngũ hành của canh là kim, quý là thủy, cho nên có thể nói là sinh xuất về nạp âm ngũ hành, cộng với cái bổn mạng tương khắc bị tháng tương khắc, cộng sinh xuất với lại thiên can bị sinh xuất với nạp âm ngũ hành như thế này thì rất dễ hao tài. Nhưng cái số hao tài này nó không quá lớn lao, hoặc là hao tài này bỏ ra để mà có thể gọi là đầu tư, hoặc là mình có chủ đích, không phải là hao tài một cách lãng xẹt ha. Cho nên là người Canh Thân phải để ý. Địa chi thì cũng giống như người Mậu Thân, cho nên là Thân Dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, cho nên mặt tình cảm và gia đạo sẽ tốt hơn tháng 7. Tốt hơn tháng 7, hôm nay là hai mấy tháng 7 rồi, cho nên là còn mấy ngày nữa là ráng bò đi ha. Đó, như vậy thì rõ ràng người Canh Thân như đã nói lúc đầu sẽ phải để ý bổn mạng của mình, và đặc biệt là hao tài ở trong cái tháng Quý Dậu. Tiếp đến đó là người Nhâm Thân sinh năm 1992. Tháng 7 âm lịch là tháng Nhâm Thân luôn, cho nên là người Nhâm Thân đặc biệt gặp nhiều điều phiền toái cả công trong công việc, sức khỏe và tình cảm gia đình. Tuy nhiên bước qua cái tháng tháng 8 âm lịch, tức là tháng Quý Dậu, thì sẽ đỡ đần hơn được nhiều điều. Vì sao? Vì Nhâm Thân và Quý Dậu thì đều là kim, cho nên là gọi là kim đồng hàng, bổn mạng và sức khỏe không có vấn đề ha. Phúc tinh và tài tinh vì thế cũng tiếp tục phát huy tác dụng để mà khống chế phá hoại tinh. Cả nhâm và quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Cho nên là có thể nói là công việc cũng không có quá cái gì đó xung khắc, thậm chí là tốt đẹp. Cả nhâm và quý thì đều thuộc thủy. Địa chi Thân Dậu thì cũng giống như các cái tuổi thân khác, gia đạo không phải là vấn đề ở trong cái tháng 8 âm lịch. Như vậy Nhâm Thân trải qua cái tháng Nhâm Thân và tháng 7 âm lịch đầy khó khăn, thì tháng 8 là một cái tháng có thể nói là êm đềm, nhẹ nhàng để mà tiến thân ha, đặc biệt là đối với các em nam. Rồi, tiếp đến của người tuổi Thân phải nói đến người Giáp Thân, sinh năm các cháu nhỏ sinh năm 2004 và các bác lớn sinh năm 1944 với mệnh tuyệt trung thủy. Với những người mà tuổi Giáp Thân á, một là nhỏ quá mới thi lên, mới vô học, hai là các bác lớn đang an hưởng tuổi già, thì chỉ xét nhiều về trụ mạng và gia đình, cho nên là người mà Giáp Thân với mệnh tuyền trung thủy gặp tháng Quý Dậu là tháng kim, cho nên xét về mệnh là kim sinh thủy, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe, không có vấn đề, ngon lành ha. Không như vậy thì các bác mà
lớn, nhất là các bác nữ ở sinh năm 1944 đừng quá lo lắng cho bổn mạng của mình trong tháng này. À, có lo là lo cái tháng 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 này, tháng Nhâm Thân nè, nhưng mà tháng Nhâm Thân cũng là kim cho nên là bổn mạng của các bác không có vấn đề ha. Rồi thiên can thì chữ giáp và chữ quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Như đã nói, một là 204 thì nhỏ quá, hoặc là 1944 thì lớn quá, không có làm việc, cho nên là mình không xét nhiều về chủ thiên can. Và gia đạo thì chữ thân với dậu thì cũng giống như những cái tuổi thân khác, sẽ tốt đẹp, nhất là các em mà nữ mạng mà giáp thân này ha, đang cặp kê này với thân dậu từ chủ bình hòa này thì rất dễ sinh những cái mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, không có việc gì và quá khó khăn. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cho các bác, các anh, các chị, các em và các cháu tuổi thân, những cái liên quan về tử vi, về vận số của cái tháng 8 âm lịch, tháng Trung Thu đối với cái năm Kỷ Hợi 2019. Một trong những cái tháng có thể nói nhiều điều tốt đẹp, nhất là về phần gia đạo đối với người tuổi thân, và có nhiều tín hiệu tích cực trong công việc đối với các em tuổi Nhâm Thân. Tuy nhiên người mà canh thân thì phải đặc biệt để ý bổn mạng và một chút hao tài. Hy vọng rằng đây là những thông tin hữu ích giúp mọi người tuổi thân ứng dụng vào được cuộc sống mà có được cái tháng 8 âm lịch, tháng Trung Thu của năm Kỷ Hợi 2019 thành công mỹ mãn. Mọi người tuổi thân xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi thân khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.